Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay nhớ Oxin giá rẻ quá cho nên vào đơn vị của Oxin giá rẻ thăm tí và chia sẻ với các bạn công việc hiện tại của Oxin giá rẻ. Đấy, các bạn xem đợt trước mình vào đây cũng lâu lâu, hơn tháng, gần 2 tháng. Thì trên tất cả trên khu này là vẫn còn bạch đàn mới chặt đi và bây giờ đang trồng lại hết dứa và những cây khác. Đấy, các bạn xem. Đấy, vườn là rộng lên tận trên đây. Đấy, các bạn xem để mình bao quát hết cái vườn này các bạn mới biết trong đây làm nó vất vả thế nào. Đấy. Cuối vườn là tận cái nhà mái trắng trắng này các bạn. Đấy, bờ tường ngăn cách bờ tường cũng mới xây, bờ tường mới xây xong tận bên đây. Lâu lắm thì không lao động cho nên đi trước lên trên đây, mình thời mới vào mình còn lên đây phát cây phát cối tận trên đây. Bây giờ leo lên một tí đã mệt mà mang tiếng đi xe máy lên gần đến nơi rồi. Dứa miền Nam gọi là thơm. Trước đây thí dụ mà trên đây thằng nào đó có chẳng hạn nó có vào nó trộm ít hoa quả ở trên đây mà đứng dưới kia thì bảo thôi chúng mày vặt ít thôi rồi đi chứ đuổi chắc là chịu. Các bạn biết rằng là lâu mình cũng thời gian này mình cũng không làm được video bởi vì nhà không có ai, có mỗi mình. Nhà ngoài đấy thì cũng rộng, còn việc chăm sóc bà nữa. Vì từ ngày ông Oxin giá rẻ ông vào trong đây ông làm thì cũng không còn ai ở nhà nên là cũng bận. Okay. Vườn mãi bên kia các bạn, những cỏ đồi bên kia từ chỗ những bao trắng trắng này hất lên ấy. cấp trên kia ấy. Đấy, cả vườn đấy, bạn trông bát ngát không? Đây, vườn nhà chỉ từ chỗ những bao trắng trắng này, đây dọc theo bờ này hất về bên kia. Tí xuống chia sẻ xem bây giờ hiện tại giờ Oxin giá rẻ đang làm gì. Tranh thủ ở đây thăm anh Rai đi. Đơn vị này trước là đầu tiên thời thủa mới khai thiên lập địa là mình vào đây đầu tiên. Đây, cái hồ khe chè kìa. Cái chè mà đã có một video mình chia sẻ về cái hồ này rồi đấy. Tầm này mỗi năm là cứ chiều là bấm này là dân tỉnh vào đây tắm nó đông. Bây giờ thì thị xã Đông Triều lấy nước ăn ở cái hồ này không biết người ta còn cho tắm hay không, không biết.
Ơi mình vừa trên đỉnh quả đồi trên 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 kia các bạn, chỗ cái bể kia. Đấy, mình vừa trên đấy đi xuống sang má bên này. Vãi cả mồ hôi, sợ thật. Lâu lâu không leo không đi. À, mình muốn sang bên đây quay để các bạn hình dung cái vườn này nó rộng thế nào. View lên đập kia rất là đẹp. Hồ khe tre. Vã hết cả mồ hôi. La bây giờ đang ra hoa các bạn này. Mình vườn nhà cũng gọi so vườn người ta cũng hơi muộn. Trong năm dịch dã rồi lằng nhằng. Bận không có người làm cho nên là cũng không kịp thời vụ lắm. Nhà ta có nhiều nhà lắm, có quả ngón tay. Bây giờ hoa mới lở. Gốc cây một bao phân gà. Để ra xem. Được xin ra rẻ đang làm gì đây? Sơn đi đâu à? Hỏi dưới trên thì cũng mua chứ là bao giờ hoa bán được lạ. Đây. Hello. Xin chào mọi người. Đang thụ phấn cho là. Thụ tinh. Thụ tinh cho là. Đó, phấn này. Đây xem. Đấy. Cái này xong rúi lên. Cấu trước. Đấy. À. Xong.
Đuối nhẹ hay thế? Thế đuối đuối mạnh nó vào nhị chảy xẹo vào trong. Gọi con phấn nó tự bò nhị này, nó thụ. Đây đây đây. Bông này rất xấu. Bông này nhỏ hết cỡ. Bông đấy là hỏng phấn rồi. Đợt trước cái loạt nó héo này là chưa không thụ được đúng không? Đúng rồi. Đấy là nó nhỏ hết cỡ. Đây là bắt đầu chú chín rồi. À, như cái bông này. Cấu phát ra. Cấu này để mình gọi là bông này thụ rồi mình biết thôi không thụ nữa. Đấy. 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 Một từng đôi phấn phấn rồi nó thụ hết vườn này. Nửa vườn. Có khi rúi thì chưa tới. Sao chưa tới nhìn. Đấy. À. Phấn đầy. Đấy là hơi nhiều đấy, rúi để thí điểm nó hơi nhiều, còn đâu nó chỉ cần bám mấy cái phấn vào ấy là đã có. Đấy. Chứ còn những bông mà lở quá rồi nó lại không được. Phấn ở cái này nó già rồi, rồi không ăn. Dưới đây nó ít hoa, ngang kia nó xài. Ngang chi kìa. Phải vặt bớt này. Đi đi qua cái chân sợ thật. Đào hết bắp chân. Tập thể dục chỗ quen. Đây đầy hoa thôi chưa? Chập phim. À đây thụ rồi thôi. Đây chưa thụ. Bông. Thấy không? À, ăn rồi. Chung là thụ tối thì ánh đèn nó bông nào mở ra cái là nó trắng thì mình dễ thụ hơn qua ngày. Yeah. Đâu? Đây á. Bông này già. Loạt thế, loạt thế. Sau cái loạt này hoa đẹp hơn đúng không? Loạt sau. Ừ. Vậy. Loạt sau hoa nó to. Bây giờ căn bản là phân thiết cái nước nó mới ngấm dễ ra. Chứng tỏ đất trong đây mít cũng hợp ấy. Mít mà trồng mà chăm được như la này là tốt đấy nhỉ. Nhớ nó. Quá tốt rồi. Bên kia quả to. Mấy cái mít trên nhà cái kia. Sợ vãi mồ hôi. Sơn đi chợ dưới gốc gạo ấy. Cho nên là nó kinh nghiệm sang năm thì cắt đến đây. Hết vụ này cắt. Tầng này mình thụ bên trên kia kẻ cả bây giờ. Như những cái này không có ghế mình làm sao thụ. Đấy. Kinh nghiệm sang năm thì cắt đến đây. Đúng vừa tầm một tay với. Đấy. Đây tầm này mình thụ. Chỉ trên cành này cái này bỏ. Cho nhà người ta vẫn để cao thôi. Bên Việt dân kia nó có cao này. Nó còn trước đây nó còn lấy dây nó vít xuống mà nhỉ. Hả? Trước đây trong vườn này trồng rất là nhiều xoài với nhãn ở trong miền Nam các bạn. Đợt ông Usin giá rẻ, ông chạy Sài Gòn ấy, ông năm 2001, 2000 ấy, 2000. Ông chạy vào đấy và mua bao nhiêu giống cây ra trong miền Nam ra nhưng mà nó không hợp với khí hậu mình.
nhãn với cả xoài là không hợp, không đậu quả. Đấy. Rồi múc lại ao cũng thả cá, cá đang đớp đớp. Đi một đoạn vườn nó mệt, các bạn chưa nói ai làm mệt lắm. Nhãn vừa rồi ra nhiều hoa, đúng thời kỳ thời kỳ mưa dầm, thối hết hoa, dạ không đậu lắm. Ngan cũng vịt cũng ngỗng này. À, xem cơn người. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Cơn người xem thế nào. Phòng hạnh phúc. Ôi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống. Chào tạm biệt. Bye bye.